Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Mình Thành Si đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Dragon City nhé. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video cho mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký mình nhé. Nhấn rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và nếu có thể hãy click quảng cáo để ủng hộ thêm cho mình nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Thì hiện tại là chúng ta đang tới cái lab 14 và nốt 5 rồi anh em ơi. Chúng ta sẽ cố gắng một chút thôi là sẽ được con này rồi. 10 giờ nữa nhá. 10 giờ nữa thì mình sẽ làm thêm một cái clip 10 tiếng rưỡi nữa là sẽ để lấy cái con rồng heroic của chúng ta. Rồi thì trước tiên thì chúng ta sẽ cần phải lấy nốt 3 cái cho thú ăn. Phải cho thú ăn 3 lần nữa thì sẽ xong nhiệm vụ này. Để cho thú ăn một lần thì chúng ta sẽ đợi trong vòng khoảng 12 phút. Nó cực kỳ là lâu. Nhiệm vụ này rất là mệt, hơi bị mệt luôn đấy. Và chúng ta sẽ tiếp tục cho nó ăn nào. Ok, thêm một con bọ nữa này anh em. Một con này. Chúng ta cần hai con bọ nữa. Có lẽ là phải đợi tầm khoảng 24 phút nữa thì mới có thể là lấy được anh em ạ. Đó thì mình sẽ dùng game thôi. Bây giờ thì nó sẽ tầm khoảng 2 game hoặc 3 game gì đấy thôi. 2 game thôi anh em ạ. Nào, dùng luôn nhá. Đó. Yes, và chúng ta lên lắp 15 rồi anh em. Wow. Bây giờ thì trong vòng 10 tiếng nữa chúng ta phải làm xong cái nhiệm vụ này thì chúng ta sẽ được nhân 10 phần thưởng, đó chính là thành được hơn một mờ thức ăn. Cố gắng làm nha anh em. Đầu tiên là lại phải cho thú ăn và sẽ lấy gold. Chúng ta sẽ lấy gold trước, xong rồi cho thú ăn sau. Đấy, nhiệm vụ này thì có lẽ là sẽ không quá khó đâu. Để mình xem trên cái bảng xếp hạng xem như thế nào. Hiện tại thì mình đang thứ hai rồi và chắc chắn là chúng ta sẽ nhận được con hệ đồng rồng heroic anh em ơi. Vấn đề là chúng ta sẽ lấy thêm được một mờ thức ăn nữa hay không. Chúng ta chờ xem. Chờ đến chiều xem nhá. Chúng ta sẽ lấy những cái này. Ok. Vàng có lẽ là đủ rồi đấy. Tơn đầu tiên sẽ không phải hồi đâu. Dĩ nhiên chúng ta sẽ cho thú ăn này anh em. Thì cứ mua full rồng heroic đi. Chúng ta sẽ lấy trứng này. Gold này. Terra Dragon này. Một con này. Tiếp tục là thêm con nữa. Con thứ hai này. Và có 3 con rồi anh em. Thì cho vào đây luôn. Cho trong này luôn. Đó. Rồi mình sẽ bỏ cái này ra tạm thời đã. Mình sẽ bán bớt những con Terra của chúng ta đi. Đây. Cho bán Terra này đi này. Đừng bán nhầm thành con sói lửa nha. Con sói lửa rất là đẹp đấy. Bán đi thì là hơi buồn cười. Chúng ta sẽ cho cả 3 con này ra luôn. Cho nó ăn luôn một thể. 2 con. Và đây là con thứ 3 luôn. Cho nó cho vào đây luôn. Và chúng ta sẽ cho nó lên cấp nhá. Nào, lên cấp anh em. Level thức ăn đúng không? Feeding đúng không? 2 này, 3 này, 4 này. 4 cục, 5 cục này. 6 này, 7 này. Có 7 rồi. Ok. Hiện tại mình có 7 rồi, 8 này, 9 này. Bán luôn. Chúng ta sẽ mua thêm 3 con nữa đi để sẵn sàng cho ngày luôn đi. Ok. Một anh em. Mua thêm 2 con nữa để sẵn sàng luôn ở trong này. 2 con. Và đây là con thứ 3. Nó sẽ mất khoảng 30 giây để hồi đấy, để có thể nở ra được quả trứng. Chúng ta sẽ cho nó ăn lên nhỉ. Đây. Place có nghĩa là để trứng vào đây. Nhưng mà chưa cần vội thì chúng ta sẽ vẫn còn 2 con Terra Dragon nữa. 1 2 3. Này xem nào. 4 này. Vẫn chưa đủ đâu. 5 6 7 8 9 10. Rồi, bán thôi. Để xem là liệu đã đủ chưa. Thiếu một con nữa thôi anh em ơi. Chúng ta sẽ đủ. Lấy con này trên này luôn này. Đó, chúng ta đủ thức ăn rồi. Và nhiệm vụ thứ hai của chúng ta sẽ làm cái gì đây? Ồ, lại là breeding và sẽ lấy food anh em ạ. Breeding thì hơi lâu. Breeding thì chúng ta sẽ vẫn là breeding hai con Terra với nhau. Ôi trời ơi, mình bán hết Terra đi rồi à? Chết tiệt thật. Hơi bị mệt đấy. Đấy, mình bán cái bộ đôi Terra bên này đi rồi. Bó tay luôn. Bên này thì không, con này không được. Con này là hai con khác. Chúng ta sẽ cần phải breeding hai con Terra. Nhiệm vụ này thì có vẻ hơi lâu ta. Cái này thì chúng ta sẽ làm lúc offline thôi. Mình sẽ lấy food trước cũng được. Một con này. Cho cần thêm một con Terra nữa cả. Ok. Cho tạm thời đấy đã. Chúng ta sẽ bán hết 3 con Terra đi.
cho vào đây này. Để cho một con lên, mình cần thêm một con nữa anh em ạ. Đang thiếu Terra. Chúng ta sẽ cho lên level 4 nhá, để nó có thể là sinh sản với con Terra kia. Đấy. Để thêm một con Terra ở đây nữa này. Đấy. Lúc nào rảnh rảnh chúng ta sẽ vào là làm phát Terra cuối cùng đúng không? Đâu nhỉ? Đây, con Terra đây. Và đây sẽ có thêm con Terra nữa. Hai con Terra luôn. Đâu nhỉ? Terra em ơi, em ở đâu? Ở tít phía cuối cơ, xa thế, level 4 này. Sau đó chúng ta sẽ bán hai con Terra đi, bán luôn vào ngay. Con này nữa, bán luôn này. Chỗ này ta sẽ cho nó vào đây luôn. Ở đây thì chúng ta sẽ cho thêm vào trong này. Mình đang hơi bị ho, ngứa cổ quá, dạo này đang bị ốm hay sao ạ. Chúng ta sẽ tiếp tục là sinh sản hai con Terra với nhau. Để đây luôn đi. Breeding đúng không? Và chúng ta có một cái nhiệm vụ nữa, đó chính là nhiệm vụ là thu thập thức ăn 700 đồng thức ăn đây. Guest item bằng cách là collecting food 16 cái à. Cứ để đây thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái sự kiện mới nha. Sự kiện những quả cầu thủy tinh đây. Và có một con rất khá đẹp, con Spaceship Dragon, một con VR. Đẹp phết nhờ. Đấy, không biết là đi như thế này có liệu có giành được khẩu điểm không. Một số bạn bảo là anh ơi hãy để đến mùng 7 tháng 2 thì nó sẽ có một con rất là đẹp. Hôm nay mùng 10 tháng 2 rồi, hôm nay là mùng 4 rồi. 3 ngày nữa sẽ có một con Space Knight còn đẹp hơn cơ. Có lẽ mình sẽ để dành đi. Con này cũng đẹp mà nhờ. Con Spaceship Dragon này cũng rất là chất. Chúng ta sẽ cho cái này lên luôn. Ăn thức ăn này. Được thêm một cục thức ăn nữa và chúng ta sẽ tiếp tục là trồng thức ăn ở đây. Tiếp tục là sẽ cho sinh sản đây luôn. Một, đấy, hai. Một cái cành cây kìa, tuyệt vời chưa. Bên này sẽ là bán thêm một con này đi nữa. Và chúng ta sẽ cho ăn thêm ở đây. Đó. Tiếp tục là sinh sản ra nhá. Tiếp tục là rebreed hai con Terra với nhau ở chỗ này. Chỗ này thế nữa này. Thêm hai con nữa. Chúng ta sẽ lấy thêm thức ăn ở đây. Đấy, đủ chưa ta? 700 này, ok. Ở đây thì bán hai con Terra đi. Bán luôn hai con Terra luôn nhá. Bên này thì sao? Bên này cũng thế. Đấy, chúng ta tranh thủ tí một thời gian một. Cố gắng là sẽ hoàn thành nhiệm vụ này được. Không thì chúng ta sẽ chuyển sang nhiệm vụ khác cũng được mà. Ở đây thì tiếp tục là lai giống này. Mình sẽ lấy thức ăn luôn này. Thức ăn đây sắp xong rồi. Đó, chúng ta thêm được một cục thức ăn nữa anh em ạ. Rất là tuyệt vời luôn. Bây giờ thì mình sẽ có thêm một con. Có thể lai giống được, có thể up được đây. Đó chính là con Mana Dragon. Khá là đẹp. Tiếp tục thì xem nào, có sự kiện gì không. Ok, quay trở lại này anh em ơi. Chúng ta sẽ tiếp tục ở đây. Thì chúng ta sẽ có thể triệu hồi ra được một con nữa. Một con Mana Dragon. Quả trứng nó khá là đẹp. Nhưng mà nó cần phải hatching nha anh em. Hiện tại thì cái ô kia thì chúng ta đang không sao, hatching luôn được. Tại vì là chúng ta chỉ cần hai ô thôi mà. Bán, tiếp tục bán Terra đi. Phía dưới cũng sẽ bán Terra đi. Này, và sẽ cho hai cái này vào luôn. Cành cây không được. Úi dồi, đen đủi thật. Không được cành cây nào cả. Phía dưới này. Tiếp tục là rebreed hai con Terra với nhau. Tiếp tục là sinh sản, trồng cây. Ở đây ta sẽ có thể là lấy orb được của một con. Mang tên, con này orb là của con gì đây? Của con Speedy Dragon để lai giống à? Có lẽ vậy. Con này đẹp nhở. Con này là một con spaceship, con tàu vũ trụ được điều khiển bởi một con rồng. Bay lên vũ trụ, đẹp phết. Hay nhỉ. Phía này thì chúng ta sẽ có một cái ngôi sao. Có thể empower được, tăng cường sức mạnh. Phoenix này lên được 4 sao. Wow, chất lư luôn nhỉ. Máu miếng sẽ tăng khá nhiều đấy. Đấy. Và empower được thêm cho nó lên 5 sao được anh em ạ. Một ngày, 2 giờ nữa sẽ được. Bên này thì chúng ta có sinh sản có gì được không? Không có. Speedy thì bó tay. Speedy không có. Cái này là Chinese để đón mừng năm mới đây anh em. Red Asian và Chinese
tạo ra một con Chinese Dragon. Hai con này giống nhau mà. Bó tay nhỉ, không hiểu luôn. Ok, cái này thì để làm gì? Sinh sản để tạo ra một con Chinese á? Đây có mà. Không hiểu luôn. Và rồi thì chúng ta sẽ được lấy thức ăn nhá. Ở đây. Chắc chắn luôn rồi. Đó. Lấy thêm được một thức ăn nữa và sẽ mất khoảng 700 đồng. Phía dưới này thì chúng ta sẽ làm xem có quest gì mới hay không. Ở đây thì chúng ta sẽ có Touchdown và Tickle Skin. Chọn cái nào cũng được, một trong hai cái này. Xem nào, cái này thì không có con Touchdown và cũng không có Tickle. Hơi khó nhỉ. Phía dưới này thì chúng ta sẽ bỏ cái con Terra đi này. Hy vọng là sẽ ra được một cái cây. Một con này, hai con này, không được cái cây nào rồi anh em ơi. Khá đen đủi. Thức ăn thì cũng sẽ ra được đúng một cái bông thức ăn thôi. Và mình sẽ vào trong cái phần đó chính là Master nhá. Chúng ta sẽ có Solar Power này, Night Dragon này và Crystal Fire Dragon. Chúng ta tấn công luôn đi. Bọn này là khá là yếu rồi. Rồi và mình sẽ chiến đấu với con Dino Saber. Và con này khá là dễ dàng giết thôi. Nó tầm khoảng là 32.000 máu anh em ạ. Tiếp theo sẽ là một con như kiểu này con gì nhỉ? Con rơi đúng không? Chúng ta có 60% đam của chiêu hệ đất ở đây. 60.000 máu, quá khỏe. Tiếp tục sẽ là một con Aqua. 60% đam này, chết luôn. Một cân nó khá khỏe đấy. Và mình sẽ đổi sang con rồng chân to nhá. Ở đây chúng ta sẽ dùng cái chiêu hệ lá luôn đấy. Và mình đang muốn luyện là cái rank cho con này luôn này. Tiếp tục là chúng ta sắp được cái hòm rồi anh em. 30, 25 và 30. Tấn công luôn thôi. Team này khá là dễ. Team này nó sẽ có một cái cây thông Noel khá đẹp ở đây. 25.000 này, 25.000 à. Chúng ta khắc hệ được không? Không khắc hệ được anh em ơi. Ở đây thì chúng ta sẽ dùng chiêu ánh sáng luôn này. Một chiêu 20.000 máu. Tiếp tục là sử dụng cái Aurora 20.000 máu phát nữa. Đấy còn đấy nên để dành để luyện tập cho con kia phát nhỉ. Ồ, nó còn hẳn một con nữa cả. Khó chơi đây. Mình sắp chết rồi. Sao tôi tăng công lên nhỉ? Tăng công lên thì nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều đấy. Nhưng sợ là chưa hồi thì ăn tăng công anh em. Ủa chưa? Quên mất. À vẫn giết được anh em ơi. Các hệ rất hay. Cực kỳ hay luôn nha. Kiếm thêm được một cái đồng nữa. Và chúng ta sẽ kiếm được thêm một cái hòm ở đây anh em ạ. Mình sẽ mở cái hòm này ra để xem là trong đấy nó sẽ có cái gì. Nào, collection mở ra nào. Trong này nó sẽ chứa cho chúng ta, đó chính là Daybreak. Vẫn là đen đủi như bình thường. Không gặp may mắn một chút nào cả. Xem tăng công được không. Tranh thủ đi. Tranh thủ lấy thức ăn đi anh em. Đây ăn luôn vào đây. Thế thêm được một cục thức ăn nữa này. Thành hai cục luôn. Ở đây thì chúng ta đang được 9-16 rồi. Chạy khá là nhanh. Khá là tít. Ở đây thì tiếp tục là Rebreeze hai con Terra. Chỗ này cũng sẽ là hai con Terra với nhau. Rồi thì tiếp tục là chúng ta sẽ vào trong cái phần đó. Tăng công chứ nhở? Mình quên mất mình phải tăng công lên đã. Không được tăng công. Có lấy được game không? Hình như là có. Hôm qua chưa lấy game à? Hình như hôm qua là quên chưa lấy game rồi. Mình sẽ đánh tiếp tục ở Master Terra 3. Master Terra cái đấu trưởng cao nhất hiện tại đấy. VS luôn. Ok. 30.000 máu. Ok boy. Vào đây. 60% đam đấy anh em. Tấn công nó. Đó, 29.000 cầm tí máu kìa. Không biết là mình đổi sang con rồng này liệu có chết không nhỉ? Có thể, hoặc có thể sẽ bị chết. 22.800. Wow. Gần chết. Tí gì đây? Mình có chưa khắc hệ này anh em. Hệ Pulai cộng. Rất là tốt luôn. Đó. Hansel Dragon. Chúng ta sẽ có Asteroid. Chết luôn. Con này đẹp phết nhỉ, con Topaz à. Con này như con Topaz Dragon thì phải.
chúng ta sẽ ấn X ra ngoài và sẽ lấy hết thức ăn ở đây luôn. Lấy thức ăn và sinh sản luôn anh em ơi. Nhanh nào, 700.000 này. Bên này thì sẽ bán đi hai con, đó chính là Terra. Con này nữa, bán thêm một con Terra đi nữa. Tiếp tục là sẽ cho cái này vào, 1 này, 2 này. Ui, thêm cành cây. Máy chưa? Nếu yêu cầu là 5 cành cây đúng không? Mình còn thiếu 3 cành nữa. Hình như cái này nó sẽ không có phải hồi đâu. Nếu có thể chơi thoải mái luôn được ấy. Mình sẽ đợi khoảng một vài giây nào, xong rồi vào trong kia đánh tiếp tục trận nữa chứ, đúng không? Ok, chúng ta sẽ lấy thêm thức ăn ở đây này. Đó, đã đủ rồi. 700 đồng luôn. Bây giờ thì sẽ còn khoảng 3 trận trong này. Ôi, con này yếu nhỉ? Thật rất là yếu luôn nha. Ok, con này là con gì nhỉ? Mình cũng có con này luôn. Chiêu nào cũng được. 25.000 thì chắc là hơi khó, tại vì lượng đam là không đủ. Đấy, chính xác là vậy. Mình bị đánh kinh quá anh em ơi. 5.000 mấy. Trời ơi, chết ấn nhầm. Chết rồi. Thế nhỉ? Ngáo cần vãi trưởng luôn. Đây, 5.000 máu chẳng lẽ không đánh được. Rồi, hỗ trợ con kia một chút đúng không? Không là ơi mệt. Con cách, con này là con rồng Big Mom này. Cố gắng hỗ trợ đấy anh em. Giết được luôn, hay chưa? Hệ pua và hệ pua 60% đam, dĩ nhiên rồi. Con thỏ Bursi Dragon. Ok, chúng ta sẽ được còn 2 trận nữa trong này này. Và ra ngoài đến thức ăn đó anh em. Bên này thức ăn. Tất cả thức ăn có thể một cục được một, thêm một cục nữa. Hình như vẫn phải hồi thì phải. Nếu hồi thì nó hơi mất thời gian một chút. Bán con Terra này đi. Phía dưới cũng sẽ bán con Terra này đi luôn này. Đấy. 1 2. Không được bất kỳ một cái nào cả. Rồi, chúng ta sẽ còn 2 trận Master nữa. Đánh nốt rồi anh em. Có một con rồng giống hệt mình kìa anh em. Con rồng hóa thành Super Saiyan gì gì đó kìa. Super Saiyan Rose. Màu hồng hồng. Black Goku đúng không? Con này khó chịu nhờ. Nó có hệ đất đầu tiên. Bánh bằng đất à? Big Mom. Bánh sinh nhật của Big Mom. Bị Luffy phá hủy. 5.000 Baron. Ơi, chà. Khò lửa anh em ạ. Thế mới sợ chứ. Ok, 18.000 thì đơn giản thôi. Còn một con nữa ở phía cuối này. Nó sẽ con rồng ba sừng. Đấy, 60% đam này anh em. Và mình sẽ còn một trận duy nhất nữa trong kia. Đó, victory, chiến thắng rồi. Kiếm thêm được 3 đồng nữa. Và tiếp tục là chiến đấu 35. Ui, trận này thì hơi căng. Thật sự hơi căng. Thôi nên skip đi nào. Rồi đây, trận này thì đánh. Nhưng mà mình có được hòm đâu. Tầm khoảng 39 phút nữa mình tăng được cái hòm cơ mà. Đúng rồi. Khắc hệ này, chết luôn. Còn tiếp theo vẫn là mấy con Aqua nhỉ. Cái team này rất là hay dùng mấy con Aqua này nhá. Rất nhiều người hay dùng con này luôn. Nhưng mà Aqua mình thì hơi yếu nên mình không muốn đánh làm gì cả. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc máy nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em vào chiều nay để nhận con rồng Heroic của chúng ta. Xin chào, hẹn gặp lại, bye bye.